Nhà báo Lê Xuân Sơn nói gì về sự cố gian dối của người đẹp nhân ái trong Hoa hậu Việt Nam? GDIH, nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam chia sẻ, thái độ Ngọc Mai điềm tĩnh và tôi thích thái độ đó. Chúng tôi chấm dự án quán trọ trăng khuyết của bạn trong khuôn khổ cuộc thi và những dự án khác là phương án tham khảo. Với vai trò là trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022, ông đánh giá thế nào về top 3 năm nay? Top 3 năm nay thực sự là một lựa chọn khó khăn vì các bạn, năm nay quá đồng đều khiến ban giám khảo phải làm việc cũng như thảo luận rất nhiều để đi đến sự đồng thuận. Sau màn đăng quang, dư luận chung cũng khá là đồng thuận với sự lựa chọn của ban tổ chức. Qua các thể hiện của các thí sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi cũng như trong đêm chung kết. Trong suốt quá trình thi, điều gì ở Thanh Thủy, Thủy Linh, Ngọc Hằng khiến ông cảm thấy họ nổi bật hơn so với những thí sinh khác? Điều trước hết chính là ngoại hình và năng lượng của họ, sự cố gắng chung trong suốt cuộc thi. Đương nhiên không phải thời điểm nào tôi cũng có mặt trong cuộc thi, tuy nhiên các tiểu ban chuyên môn của ban tổ chức, tiểu ban thí sinh, tiểu ban truyền thông, tiểu ban nhân ái, họ luôn theo sát thí sinh và liên tục có những báo cáo. Việc thể hiện của các thí sinh, năng lượng và thái độ của họ tỏa ra hàng ngày, cố gắng đóng góp vào công việc chung, tuân thủ thể lệ cuộc thi, được chúng tôi nắm rất vững vàng. Chính vì vậy những thí sinh nổi bật sẽ được nhìn nhận khá rõ. Một điều rất rõ ràng chính là thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 đã giỏi lên rất nhiều so với trước đây. Họ không chỉ có lý lịch học tập tốt mà họ còn có lý lịch hoạt động xã hội thiện nguyện, từ thiện hoặc đoàn hội rất tốt. Riêng với Thanh Thủy, đây là một cô gái có những tố chất rất tốt. Và tôi tin rằng với sự đồng hành của ban tổ chức, Thanh Thủy sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Vậy ông nói sau khi có ý kiến cho rằng Á hậu 1, Trịnh Thùy Linh dù xuất sắc nhưng không thể đăng quang vì là đồng hương với trưởng ban tổ chức. Thanh Thủy và Thùy Linh đều xuất sắc, đến giây phút cuối tôi vẫn chưa phân định được. Kết luận cuối không phải lý do cùng quê với tôi mà không được hoa hậu, mà do sự chênh lệch ý kiến giữa thành viên ban giám khảo. Cũng tương tự như trường hợp thí sinh Trần Thị Bé Quyên được đánh giá có ngoại hình sáng, nổi bật. Tuy nhiên nếu vào top 5 cần sự kết hợp nhuần nhị về những phẩm chất bên trong như tri thức, ứng xử để hoàn thiện mình tốt hơn. Bé Quyên phải phấn đấu và hoàn thiện mình hơn trong thời gian tới. Việc Ngọc Mai tham gia là có thật nhưng phía bên tổ chức bạn tham gia cho rằng bạn tham gia chưa sát sao. Thái độ Ngọc Mai điềm tĩnh và tôi thích thái độ đó. Chúng tôi chấm dự án quán trọ trăng khuyết của bạn trong khuôn khổ cuộc thi và những dự án khác là phương án tham khảo. Một thực tế cho thấy hiệu ứng các cuộc thi nhan sắc đã không còn tốt như trước cả về số lượng và chất lượng. Với kinh nghiệm tổ chức Hoa hậu, theo ông, năm 2023 có nên tiếp tục tổ chức hàng loạt cuộc thi sắc đẹp hay không? Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức vào thời điểm không thuận lợi vì diễn ra sau nhiều cuộc thi. Cuộc thi cũng tổ chức sát ngày Giáng sinh, dịp cuối năm khi nhiều người đi du lịch nghỉ lễ và bận rộn. Có người từng hỏi tôi rằng tổ chức nhiều cuộc thi Hoa hậu như vậy để làm gì? Tôi cũng hỏi ngược lại rằng vậy tại sao các nhà tài trợ vẫn quan tâm tới các cuộc thi? Các bậc phụ huynh vẫn vui lòng cho con cháu mình đi thi và vì sao khán giả vẫn đi xem Hoa hậu đông như vậy? Tôi cho rằng những cuộc thi Hoa hậu tổ chức nghiêm túc sẽ đóng góp vào sự phát triển văn hóa và quảng bá du lịch. Giá trị quảng bá, thu hút mà các cuộc thi tạo ra là rất lớn. Tất nhiên sẽ có cuộc thi tạo ra giá trị nhiều hơn. Có cuộc thi tạo ra giá trị ít hơn nhưng chúng tôi tự tin rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tồn tại đến nay vì công tác tổ chức hết sức nghiêm túc. Không ai có thể can thiệp vào kết quả cuối cùng. Chúng tôi tin rằng các cuộc thi nghiêm túc, công phu vẫn sẽ có chỗ đứng trong lòng công chúng, các nhà quản lý và các nhà tài trợ. Xin cảm ơn chia sẻ của nhà báo Lê Xuân Sơn.